Vâng, xin chào bác, chào mừng bác trở lại với trang kính cổ xưa. Ngày nay em lên bốn cái kính, đó là kính Manchet này, Nilo này và con Lamisander và Findor. Trước tiên thì để nói thì em phải đưa lên để các bác có thể hình dung được. Lên bốn cây nhá. Manchet này, đây là Nilo size càng 45 nhá, có chiều ngang, còn ngang nó chỉ khoảng 13,2 13,3 thôi. Con này là Manchet này, đây là Nilo này. Đấy, tiếp theo. Đó là Lamisander và con Findor phiên bản Limited Dented, Lamisander bọc vàng của Pháp xưa. Bốn cái kính này đều sản xuất ra thập kỷ 1950-1960, đều là hàng bọc vàng chuẩn Âu của Pháp xưa và của Tây Ban Nha. Duy nhất đó là cây Tây Ban Nha là cây Manchet. Dòng này em về rất nhiều, khoảng gần chục cây thì em đã giao lưu được mấy cây, giờ chỉ còn mấy cây. Lên luôn và ngay cho nóng để lâu nó nguội và lạnh. Tại sao em lại lên ngày hành đợt vừa rồi, em lên rất nhiều cái lô kính là 3 cái, 4 cái, 5 cái ở số lượng đấy, bởi vì là số lượng này rất lớn, em phải lên số lượng lớn luôn. Đầu tiên thì là em sẽ lên cây Manchet trước. Con này là của kính này, kính của Tây Ban Nha, sản xuất tại Tây Ban Nha thập kỷ 1950-1960. Khi số lượng chất ra thì hãng này nó cũng ra luôn mình ngay, nó cạnh tranh trực tiếp, giá cả rất tốt. Đấy, nó lại thế cái gì. Đây là mắt thủy tinh mà đâu trà, bác nào không thích sao bỏ mắt đi thay mắt cận thị, lão thị đến thị còn thị, để được hết. Một cái kính giải rất nhiều tính năng quan trọng lắm, thành hợp bình hợp lý ạ. Bọc vàng sáng gương, đó là hàng thật. Còn hàng giả hàng nhái như nước trẻ để có đêm 3-4 ngày. Và nếu đối tượng bán hàng giả hàng nhái thì nó sẽ giữ địa chỉ, không bằng công khai địa chỉ. Đấy, hết sức lưu ý nhé. Manchet này, mã số 01 nhá. Cầu giữa này nó có cái số 20 và cái trịnh của nó là 20 phần nghìn. Mọi thông tin chi tiết về kính rất rõ ràng, luôn luôn ghi bên dưới video và kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm. Càng bên trái của nó là có cái chữ Man. Đó là tên thương hiệu của kính ạ, chữ Man nhá. Rất rõ ràng này. Tiếp theo là bên cạnh phải là frame Spain, nó có là Tây Ban Nha. Đấy, nó phải rõ ràng như thế. Mã số 01, kính Manchet của Tây Ban Nha xưa. Giá rất êm ái anh ạ. Vâng, giao lưu vui để chứng mua bán đôi khi chỉ thiệt ạ. Giá 12.500.000, còn lại 12.500.000. Giá là 12.500.000, còn lại 12.500.000, mã số 01. Rất êm ái nhá. Tiếp theo đó là một cái kính, đó là con Findor size 145. Bọc vàng của Pháp xưa, sản xuất thập kỷ 1950. Con này là của Pháp, đây là dòng mắt treo. Các bác mua về thay cái để thay mắt của mắt đi, thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị, loạn thị. Một cái kính giảm cách nhìn tính năng quan trọng, giá thành hợp để ngập lý ví. Đây là mã số 02, Nilo bọc vàng Pháp xưa. Cầu giữa nó có chữ Nilo và hai chữ vương hai bên. Đó, rất là nhỏ. Mở vẫn. Bởi vì rất lâu năm rồi, thập kỷ 1950 mà hơn 70 năm rồi. Nilo bọc vàng của Pháp xưa, thập kỷ 1950, con này càng 45, càng rất là dài, đeo rất là thoải mái. Cái dòng này bác mua về thay mắt cận lão viết loạn nhé, cận thị, lão thị viết thị loạn thị. Vì đeo rất nhẹ nhàng, thanh lịch. Hoặc bác có thể làm quà tặng quà biếu cho anh em bạn bè, đối tác thông gia, liên gia. Rất là ok, bởi vì giá rất là rẻ, giá chỉ có 3 triệu đồng, gọi là 3.000k. Trước em có con size 140, giá 2.900.000 thì người ta giao lưu rồi. Nay em về một cây này, size một càng 45, giá chỉ 3 triệu đồng hay gọi là 3.000k. Các bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm có thương uy tín ở Hà Nội, Sài Gòn. Em và số anh em chơi đồ cổ, bán đồ cổ là 20 năm, 3 năm, ngay cả số điện thoại của em là hơn 2 năm, địa chỉ số điện thoại luôn luôn song hành. Tất cả mua kính cổ đồ cổ xưa của năm hiệu phải chọn địa chỉ và số điện thoại luôn luôn song hành và lâu năm. Tuyệt đối không mua cái đối tượng nào mà không địa chỉ và SIM số là 11 số, đó là SIM khuyến mại SIM rác. Hết sức cảnh trọng trọng nhá. Đây là mã số 02 này. Tiếp theo thì là em sẽ lên mã số 03. Mã số 03 đây đó là con Lamisander bọc vàng của Pháp xưa. Thập kỷ 1950-1960, ốc sao tinh tế. Con này size 140. Dòng Lamisander thì cũng không phải giới thiệu nhiều, vì trong suốt hơn 20 năm qua bán tại nhà hàng Trinh giới thiệu quá nhiều rồi. Đeo dòng này rất đẳng cấp, đó là của ngài Alexander, một bá tước, một là hoàng tước ngày xưa, hoàng đế đấy. Một số các bác có thể gọi hoàng đế. Những cái dòng này nó có giá dao động từ khoảng từ 14 triệu 17 triệu tùy theo độ mới, độ đẹp, độ zin nữa. Thì hệ và hai độ sâu tuổi. Bên em là chuyên về bán về kính cổ đồ cổ xưa, hàng chuẩn Âu thứ nhất bao giờ sẽ đắt hơn so với hàng chuẩn Âu 2. Chuẩn Âu 2 là bán tại Nhật, sản xuất tại Nhật, tái bản thần niên 90.000, và rất nhiều lượng giả danh tranh thủ cổ xưa của em bán trong Nam và Bắc lên cái kênh rất lớn, 10.000 người, 20.000 người, không phải chỉ mà thay đổi địa chỉ. Thứ hai là trà trộn hàng tàu Trung Quốc và bán, đó là điều cực kỳ nguy hiểm mà một số bác để ý. Vì mua bán hẹn nơi công cộng, cộng đồng, nhà ga, nơi xe, xung quanh một đường qua, xung quanh hồ văn quán, rồi là địa chỉ mơ nhà, mơ địa chỉ lung tung, chân tòa nhà, chân chung cư, chân khu tập thể, hết cước,
mua bán cái đấy rất rủi ro, nó rất lớn. À, cầu giữa nó có cái chuyện vuông, trong chuyện vuông nó có ký tự của logo hãng và số CD trong đó rất là nhỏ đấy ạ. Mọi thông tin chi tiết về kính bên em luôn luôn ghi dưới video rồi, không phải trình bày nhiều nữa. Càng trái là Lamia Alexander, rõ ràng rất mới, rất đẹp nguyên zin nhé, nguyên zin toàn bộ độ mới khá cao luôn đấy. Vâng, giá 17 triệu hay còn là 17.000k, giá là 17 triệu hay còn là 17.000k. Đây là mã số 03 Lamia Sander bọc vàng Hoàng đế Pháp xưa thập kỷ 1950-1960, rất mới, rất đẹp nhá. Dòng này rất đẳng cấp ạ. Cái này nếu mà so với cả dòng nước Pháp thì số lết đứng đầu, nó ra dòng Lamy Amon mới chỉ là hàng thứ 3 thôi. Và giá là 17 triệu hoặc là 17k nhá, mã số 03 này. Tiếp theo thì là em sẽ lên một cái mã số, đó là mã số 04, đó là con Findor phiên bản Limited Edition 4 chấu cổ điển thập kỷ 1950. Con này thập kỷ khoảng 1940-1950 đã ra rồi, nhưng mà em nói luôn là 1950. Bởi vì sao? Bởi vì cái dung sai, cái độ, tức là cái biên độ là ra đời khoảng từ 1940-1950 thì thôi là 1950 cho nó nhanh. Và con này là sai, cũng là sai 140, con là bản rất to nhá, bản to cầu to 4 chấu cổ điển của Pháp xưa thập kỷ 1950. Mã số 04 ở cầu giữa nó có cái chuyện vuông. Mọi thứ em rất nhanh bởi vì là hơn 20 năm qua bán tại nhà rồi, giờ chưa giới thiệu quá nhiều rồi. Cái này thì lướt thôi ạ. Càng phải nó có cái chữ Findor rất rõ ràng, càng trái là Super Smith. Cái dòng này mỗi lần em về là khoảng mấy cây, mỗi cây mỗi giá khác nhau. Trước em có cây giao là 9 triệu, cây 8 triệu. Và đến bây giờ thì em cây này thì ở cái càng bên phải nó hơi kém, hơi lấm tấm một chút. Thứ hai là bên em đã trao đổi với các bác từ tháng đầu tháng 4 rồi là để cảm ơn các bác ủng hộ em hơn 20 năm qua bán tại nhà và đường Trường Chinh đây, địa chỉ ở số thoại đây. Thì để bên em chiên các bác ủng hộ em với cái giá tốt, giá hạt bình hợp lý ví trước các bác chưa đủ tiền chơi hay chưa đủ tiền chơi. Chơi nhiều đồ cổ, kính cổ và được tư vấn, cố vấn sát sao hơn nữa. Vâng, giá cái này là 7.6 triệu, gọi là 7.600k, giá là 7.6 triệu hay gọi là 7.600k, giá là 7.6 triệu, gọi là 7.600k. Mã số 04 Findor phiên bản Limited Edition bọc vàng của Pháp thập kỷ 1950, giá là 7.6 triệu nhé. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ đến 23 giờ, từ 7 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày tuần không nghỉ nào. Với điều kiện bắt điện thoại trước để nguyên kết bán từ xa, tránh tình trạng đơn xuất quá đen bị thẩm định định giá đồ cổ xưa. Bắt điện thoại trước thì em đã nguyên kết bán từ xa. Bởi vì nhiều bác đến đơn xuất đến hai lần không gặp, có bác đến chờ mất 1-2 tiếng. Em phải nhấn mạnh nhiều lần như thế. Nhưng có một số bác này đến đơn xuất xong gọi điện cho em đi vắng rồi mà. Đấy, cho nên phải cứ điện thoại trước cho em là ok nhất. Vâng, 4 chấu cổ điển nha. Vâng, rất cảm ơn bác, xin chào, hẹn gặp lại bên sau. Bác nào chưa quên em muốn đăng ký kênh, màu đỏ các bạn bên dưới video, hãy bấm chuông.